cô gái chăm sóc bộ móng mình rất là kỹ. Cô bạn phá đám của cô ta xuất hiện rồi. Thể hiện tình cảm đi nào hai cô gái. Ôi, kiểu thể hiện tình cảm này đau đớn nhỉ. Chị em thế thôi, chứ có yêu thương gì nhau đâu. Trò ném phi tiêu giúp bạn đỡ căng thẳng hơn. Và cô bạn băng cũng muốn tham gia nữa. Nhưng cô ta không được hoan nghênh lắm đâu. Mà cô ta lại có tính thù vặt. Thế nên chẳng ai chơi được với cô ta. Hai người bạn lửa và băng đã lâu rồi không gặp nhau. Thế nên khi gặp nhau họ vui mừng lắm. Nhưng móng tay sắc nhọn lại làm họ mất vui. Móng tay dài cũng khổ quá nhỉ. Cô gái băng vừa mua đôi giày mới rất là xinh. Nó rất là hợp với cô. Không phải riêng cô có đâu nhé, cô gái lửa cũng có kìa. Có điều đôi giày cô gái lửa bị chật nên nó khó mang hơn. Trong lúc bực tức, cô ta đã làm cháy đôi giày. Xảy ra quả hoạn thì nguy hiểm lắm. Chuyện có thế mà hai cô gái cãi nhau hết cả tuần. Đọc sách một lúc thì cô gái băng thấy khát nước quá đi. Trong khi đó thì cô nàng lửa đang chật vật lật sang trang sách mới. Trong lúc nóng giận thì quyển sách đã bị cô ta làm cháy rụi. Cũng may đám cháy đã được dập tắt. Nếu xảy ra hỏa hoạn thì nguy hiểm lắm đó. Cặp tình nhân quen nhau khá lâu, hình như 3 ngày rồi thì phải. Và họ trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm. Nhưng rất nhanh sau đó, cô ta phát hiện anh ta có tình nhân mới. Và loại đàn ông lăng nhăng thế thì cần phải trả giá. Chuyến này thì anh ta khó sống rồi nha. Con gái khi đã hết yêu thì tuyệt tình lắm. Các bạn trai nên chú ý nhé. Chỉ tội cho chàng trai bị ăn đòn một trận ra trò rồi. Nếu bạn không gội đầu thường xuyên thì da đầu sẽ ngứa ngáy. Đã vậy tóc còn bị gió thổi rối tung nữa thì rất là bực bội. Cũng may có cô bạn băng kế bên giúp đỡ. Mà người cô ta lạnh lẽo quá mà, chạm vào đâu tóc của nó băng hết. Đề nghị của bạn lửa nên về gội đầu gấp đi nha. Có móng tay dài thì ăn uống cũng khó khăn. Mà bắp rang là món khoái khẩu của hai cô gái. Cô bạn băng đừng có mà ích kỷ nha, không tốt đâu. Được thôi, tôi sẽ tự làm bắp rang cho riêng mình. Wow, cô ta nhờ năng lực của mình mà tạo ra bắp rang. Vậy là tha hồ mà ăn nha. Đang đi dạo thì hai cô gái lửa và băng phát hiện có chuyện lạ.
lạ gì chứ, chỉ là anh thợ làm móng tay mà thôi. Đã vậy còn làm miễn phí nữa. Để làm móng cho hai cô gái đặc biệt thì dụng cụ cũng phải đặc biệt. Nhưng thì ra hai cô gái đã sập bẫy của tên phù thủy rồi. Thế là móng tay hai cô gái dài ra và sắc nhọn vô cùng. Chàng trai muốn hai cô gái cùng tham gia một trò chơi. Đơn giản quá mà, chích cho bong bóng nổ thôi là chiến thắng. Ok. Cô gái lửa thì dùng sức nóng của mình làm cho nổ tung. Thế cô áo xanh thì dùng cách gì? Tất nhiên là cũng dùng sức mạnh của mình làm cho nổ quả bóng. Oh my god. So good. Tất cả cũng là nhờ móng tay sắc nhọn của các cô gái mà thôi. Chàng trai đang rất bực bội vì cái đầu ngứa ngáy của mình. Dùng lược để gãi cũng chẳng khá hơn là mấy. Chắc lười biến gội đầu nên mới ngứa ngáy khiếp như vậy đó. Móng tay sắc nhọn của các cô gái có thể giúp ích được cho anh ta. Cô gái băng làm đầu anh ta muốn đóng băng luôn rồi. Còn cô gái lửa này thì nóng bỏng quá. Tốt nhất anh nên tự thân vận động đi, gội đầu cho chắc nha. Cô nàng lửa sẽ thư giãn bằng cách ngâm chân vào nước. Nhưng hình như nước ngâm chân còn thiếu một ít muối biển. Và bạn băng đã giúp mang muối đến. Cô ta còn nhiệt tình hơn là khuấy tan muối ra. Nhưng mà cô làm đông nước lại luôn rồi. Mà cô gái lửa thì sao mà chịu lạnh nổi. Biết vậy nhờ cô ta làm chi chứ. Cô gái này thì thích sự nóng bức. Nhưng hôm nay là một ngày quá nóng tới nỗi cô không chịu nổi. Để giảm bớt cái nóng, cô ta sẽ ăn trái cây. Nhưng mà móng tay dài khiến cô ta càng bực tức hơn. Nó làm cô ta ăn uống rất là bất tiện. Và cô nàng băng giá đã xung phong giúp đỡ. Nhìn phong thái chuyên nghiệp của cô ta kìa. Trái cây đã được làm mát rồi. Ăn vào cảm giác mát lạnh sẽ lan tỏa cả người. Cô gái băng hôm nay chuẩn bị cho buổi hẹn hò tối nay. Trước mắt phải ủi cái áo ưa thích trước đã. Ôi, đang cao hứng mà sao bàn ủi lại hỏng mất rồi. Và cô nàng lửa có nhà ý muốn giúp bạn mình ủi áo. Cô dùng năng lực của mình để làm thẳng lại quần áo. Nhưng nên nhớ, cô ta là người rất là hậu đậu. Và chuyện không mong muốn đã xảy đến. Chiếc áo nát bét rồi, đã phải còn bị cháy nữa chứ. Hai cô gái phát hiện một chàng trai đẹp ngồi ngoài công viên. Ai cũng muốn thu hút sự chú ý của anh ta.
Hai cô gái có biết móng tay sắc nhọn của mình nguy hiểm lắm không? Sau một hồi cào cấu thì mặt anh đẹp trai đã trở nên bấy nhầy rồi.